Giáng Long thần nữ. Phòng cấm đặc chế của A-Bang sau núi. Hello, các người sống thế nào rồi? Mở ra. Hả? Cẩn thận. Hả? Có chuyện. Quái vật, Giáng Long thần nữ, cấp bậc 56 dương cấp, phẩm chất truyền thuyết, thuộc tính hệ thạch hệ thần bí, năng lực thân thể kiên cố level 5, cường hóa tái sinh chữa lành level 4, cường hóa sức mạnh level 4, đặc tính quyển ảnh phân thân, hiệu quả 1 chủ động, sau khi kích hoạt hình thành 2 phân thân ở gần cơ thể, phân thân có 80% sức mạnh bản thể, thời gian tồn tại hạn chế. Trảm Long phong mạch, lược, sơ lược, ngự thú dung hợp trường thông qua một số thủ đoạn đặc biệt mà thành, sức mạnh nhục thân cực mạnh, tính cách bạo liệt, có năng lực khắc chế với quái vật hệ rồng cực mạnh, sau khi bị phá hoại phân giải thành hình thái trước dung hợp, bây giờ lại kích hoạt dung hợp trong thời gian ngắn. Giáng Long thần nữ, hình dáng này đừng nói là một con rồng, cho dù là 10 con rồng cũng để cô hàng phục rồi. Tay trái cầm tập Trảm Long thủy, chủ thế dung hợp của quái vật này có lẽ chính là tập Trảm Long. Cao Bằng, lùi lại đi, tảng đá này không có thiện ý. Khoan đã, đại tử. Đây là cái gì? Cảm giác cơ thể nặng quá, không có sức mạnh. Trảm Long phong mạch, đối diện với Giáng Long thần nữ, tất cả quái vật hệ đồng đều bị suy yếu. Nếu như cấp bậc thấp hơn nó thì càng thảm họa hơn nữa. Sức mạnh nguyên tố bị phong ấn, tương đương trực tiếp cấm ma pháp. Đừng sợ, ta đến đây. Hỉ dơ. Hả? Không chút thương tổn sao? Nhanh quá. Không ổn, phẩm chất của tiểu hoàng với Giáng Long thần nữ như nhau, nhưng cấp bậc lại hơn tiểu hoàng mấy cấp. Quan trọng hơn nữa là cách biệt giữa chúng là cả một đại giai. Đối thủ của ngươi chính là ta. Tiểu hoàng, ngươi về trước đi. Hiện tại ngươi không phải là đối thủ của nó. Tránh trước đã. Nhưng mà đại gốc hắn. Không sao, còn có Tiêu Diệm. Mộc Tâm Diễm. Chỉ có thể duy trì trạng thái thiêu đốt nhẹ thôi sao? Quy lực không đủ. Quy lực không đủ, thiêu đốt nhẹ. Tất nhiên, mau nhổ một cục đàm cho ta đi. Lão nương là Tất Phương. Nóng quá nóng quá. Đây là dịch nướng. Lấy nhiều quýnh ít. Ta tới đây. Kết thúc rồi. Đây là quái vật gì kỳ lạ vậy? Cũng quá điên cuồng rồi. Có A-Bang ở đây, có lẽ không có vấn đề đâu. Vừa hay kiểm tra năng lực của vòng tròn của địa ngục vô tướng thụ. Cao Bằng, bây giờ tôi không sợ nữa rồi. A-Bang, thả hắn ra, tôi phải đấu với nó một trận công bằng. Được rồi. Vừa nãy đức mạnh mà, sao bây giờ ngay cả đứng cũng không đứng nổi vậy? Chỉ vậy sao? Cho bị chết nè. Cô độc quá.